Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Xoan An Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 20, Quyển 55, Phẩm Lìa Thế Gian thứ 38, phần 3. Kinh văn: Phật tử Đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm không hạ liệt. Những gì là 10? Phật tử Đại Bồ Tát nghĩ như vậy: Tôi sẽ hàng phục tất cả thiên ma và quyến thuộc của chúng. Đó là tâm không hạ liệt thứ nhất. Lại nghĩ như vậy: Tôi sẽ phá tất cả ngoại đạo và tà pháp của họ. Đó là tâm không hạ liệt thứ hai. Lại nghĩ như vậy: Tôi sẽ ở nơi tất cả chúng sinh khéo dùng lời khai thị ví dụ, đều khiến cho họ hoan hỉ. Đó là tâm không hạ liệt thứ ba. Lại nghĩ như vậy: Tôi sẽ thành tựu viên mãn khắp pháp giới tất cả hạnh ba la mật. Đó là tâm không hạ liệt thứ tư. Lại nghĩ như vậy: Tôi sẽ tích tập tất cả phước đức tạng. Đó là tâm không hạ liệt thứ năm. Lại nghĩ như vậy: Vô thượng bồ đề rộng lớn khó thành, tôi sẽ tu hành đều khiến cho viên mãn. Đó là tâm không hạ liệt thứ sáu. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm không hạ liệt. Những gì là 10? Một, Đại Bồ Tát phải nghĩ như vậy: Tôi sẽ hàng phục tất cả thiên ma và quyến thuộc của chúng, khiến cho ma nam ma nữ cái ác hướng thiện đừng có não hại người tu hành. Đó là tâm không hạ liệt thứ nhất. Hai, Bồ Tát lại nghĩ như vậy: Tôi sẽ phá tan tất cả ngoại đạo và tà thuyết của họ, tiêu diệt tà tri tà kiến dị luận của ngoại đạo. Đó là tâm không hạ liệt thứ hai. Ba, Bồ Tát lại nghĩ như vậy: Tôi sẽ đối với tất cả chúng sinh khéo dùng lời để khai thị, dùng ví dụ để khiến cho họ thấu rõ đạo lý, đều khiến cho họ sinh tâm đại hoan hỷ. Đó là tâm không hạ liệt thứ ba. Bốn, Bồ Tát lại nghĩ như vậy: Tôi sẽ thành tựu viên mãn khắp pháp giới tất cả hạnh ba la mật. Đó là tâm không hạ liệt thứ tư. Năm, Bồ Tát lại nghĩ như vậy: Tôi sẽ tích tập tất cả phước đức tạng. Đó là tâm không hạ liệt thứ năm. Sáu, Bồ Tát lại nghĩ như vậy: Vô thượng bồ đề rộng lớn vô biên, không dễ gì thành tựu được, tôi sẽ tu hành đều khiến cho viên mãn. Đó là tâm không hạ liệt thứ sáu. Lại nghĩ như vậy: Tôi sẽ dùng vô thượng giáo hóa, vô thượng điều phục để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Đó là tâm không hạ liệt thứ bảy. Lại nghĩ như vậy: Tất cả thế giới đủ thứ sự khác nhau, tôi sẽ dùng vô lượng thân thanh đẳng chánh giác. Đó là tâm không hạ liệt thứ tám. Lại nghĩ như vậy: Khi tôi tu hạnh Bồ Tát, nếu có chúng sinh đến chỗ tôi xin tay trần tài mũi máu thịt xương cốt vợ con voi ngựa cho đến ngôi vua, tất cả như vậy tôi đều xả được, không sinh một niệm tâm lo lắng hối tiếc, chỉ vì lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng cầu quả báo, dùng đại bi làm đầu, đại từ thốt giáo. Đó là tâm không hạ liệt thứ chín. Bảy, Bồ Tát lại nghĩ như vậy: Tôi sẽ dùng vô thượng giáo hóa để giáo hóa tất cả chúng sinh, dùng vô thượng điều phục để điều phục tất cả chúng sinh. Đó là tâm không hạ liệt thứ bảy. Tám, Bồ Tát lại nghĩ như vậy: Mười phương tất cả thế giới có đủ thứ sự khác nhau, tôi sẽ dùng vô lượng thân thành trắng đảnh trắng giác. Đó là tâm không hạ liệt thứ tám. 9. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: Khi tôi tu hạnh Bồ Tát, nếu có chúng sinh đến chỗ tôi ở, xin tôi tay trần tài mũi máu thịt xương cốt và vợ con cùng voi ngựa cho đến ngôi vua, tất cả nội tài và ngoại tài như vậy tôi đều bố thí hết, tuyệt đối không sinh một niệm tâm lo lắng hối tiếc, chỉ biết vì lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng cầu quả báo. Do đó có câu: thi ân bất cầu báo, dùng tâm đại bi làm đầu, dùng tâm đại từ rốt ráo. Đó là tâm không hạ liệt thứ 9. Lại nghĩ như vậy: Ba đại hết thảy tất cả chư Phật, tất cả Phật pháp, tất cả chúng sinh, tất cả cõi nước, tất cả thế gian, tất cả ba đời, tất cả cõi hư không, tất cả pháp giới, tất cả cõi lời lẽ thi thiết, tất cả cõi niết bàn tịch diệt, đủ thứ tất cả các pháp như vậy, tôi sẽ dùng một niệm huệ tương ưng, đều biết, đều giác, đều thấy, đều chứng, đều tu, đều dứt. Nhưng ở trong đó không có sự phân biệt, lìa phân biệt, không có đủ thứ sự khác biệt, không công đức, không cảnh giới, chẳng có, chẳng không, chẳng một, chẳng hai. Dùng trí không hai, biết tất cả hai. Dùng trí vô tướng, biết tất cả tướng. Dùng trí không phân biệt, biết tất cả sự phân biệt. Dùng trí không khác, biết tất cả khác nhau. Dùng trí không khác biệt, biết tất cả sự khác biệt. Dùng trí không thế gian, biết tất cả thế gian. Dùng trí không đời, biết tất cả đời. Dùng trí không chúng sinh, biết tất cả chúng sinh. Dùng trí không chấp trước, biết tất cả sự chấp trước.
Dùng trí không trụ xứ, biết tất cả trụ xứ. Dùng trí không tạp nhiễm, biết tất cả tạp nhiễm. Dùng trí vô tận, biết tất cả tận. Dùng trí rốt ráo pháp giới, nơi tất cả thế giới thị hiện thân. Dùng trí lìa tiếng nói, thị hiện bất khả thuyết tiếng nói. Dùng trí một tự tánh vào nơi không tự tánh. Dùng trí một cảnh giới, hiện đủ thứ cảnh giới. Biết tất cả pháp không thể nói, mà hiện đại tự tại lời nói. Chứng bậc nhất thiết trí, vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Nơi tất cả thế gian thị hiện đại thần thông biến hóa. Đó là tâm không hạ liệt thứ 10. 10. Bồ Tát lại nghĩ như vậy. Mười phương ba đời hết thảy, tất cả chư Phật, tất cả Phật Pháp, tất cả chúng sinh, tất cả cõi nước, tất cả thế gian, tất cả ba đời, tất cả cõi hư không, tất cả pháp giới, tất cả cõi lời lẽ thi thiết, tất cả cõi niết bàn tịch diệt, đủ thứ tất cả các pháp như vậy, tôi sẽ dùng một niệm trí huệ tương ứng, đều biết được, đều giác ngộ được, đều thấy được thể của tất cả các pháp, đều chứng được lý của tất cả các pháp, đều tu hành tất cả pháp môn, đều dứt trừ tất cả phiền não, nhưng ở trong đó không có sự phân biệt, lìa khỏi sự phân biệt, không có đủ thứ sự khác biệt, không công đức, không cảnh giới, chẳng có, chẳng không, chẳng một, chẳng hai, dùng trí không hai, biết tất cả hai, dùng trí vô tướng, biết tất cả tướng, dùng trí không phân biệt, biết tất cả sự phân biệt, dùng trí không khác, biết tất cả khác nhau, dùng trí không khác biệt, biết tất cả sự khác biệt, dùng trí không thế gian, biết tất cả thế gian, dùng trí không đời, biết tất cả đời, dùng trí không chúng sinh, biết tất cả chúng sinh, dùng trí không chấp trước, biết tất cả sự chấp trước, dùng trí không trụ xứ, biết tất cả trụ xứ, dùng trí không tạp nhiễm, biết tất cả tạp nhiễm, dùng trí vô tận, biết tất cả tận, dùng trí rốt ráo pháp giới, nơi tất cả thế giới thị hiện thân, dùng trí lìa tiếng nói, thị hiện bất khả thuyết tiếng nói, dùng trí một tự tánh vào nơi không tự tánh. Dùng trí một cảnh giới, hiện đủ thứ cảnh giới. Biết tất cả pháp không thể nói, mà hiện đại tự tại lời nói. Chứng bậc nhất thiết trí, vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, nơi tất cả thế gian, thì hiện đại thần thông biến hóa. Đó là tâm không hạ liệt thứ 10. Phật tử, đó là Đại Bồ Tát, phát 10 thứ tâm không hạ liệt. Nếu các Bồ Tát an trụ tâm này, thì sẽ đắc được tất cả Phật pháp tối thượng không hạ liệt. Các vị đệ tử của Phật, đó là Đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm không hạ liệt. Nếu các Bồ Tát an trụ tâm này, thì sẽ đắc được tất cả Phật pháp tối thượng không hạ liệt. Phật tử, Đại Bồ Tát ở nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề có 10 thứ tâm tăng thượng như núi. Những gì là 10? Phật tử, Đại Bồ Tát thường tác ý, xin tu pháp nhất thiết trí. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ nhất, luôn quán tất cả pháp tánh vốn không chẳng chỗ đắc. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ hai, nguyện ở trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát hạnh, tu tất cả pháp trắng tịnh, nhờ trụ tất cả pháp trắng tịnh nên thấy biết vô lượng trí huệ của Như Lai. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ ba, vì cầu tất cả Phật pháp, tâm bình đẳng kính thờ các thiện tri thức, không cầu mong gì khác, không có tâm trộm pháp, chỉ sinh tâm tôn trọng chưa từng có, tất cả hết thảy đều xả bỏ được. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ tư. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát đối với A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề có 10 thứ tâm tăng thượng như núi. Những gì là 10? 1. Phật tử, Đại Bồ Tát thường tác ý, sinh tu tất cả pháp nhất thiết trí huệ. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ nhất. 2. Luôn luôn quán tất cả pháp tánh vốn không chẳng chỗ đắc. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ hai. 3. Phát nguyện ở trong vô lượng kiếp, tu hành Bồ Tát hạnh, tu hành tất cả pháp trắng tịnh, nhờ trụ tất cả pháp trắng tịnh nên thấy biết vô lượng trí huệ của Như Lai. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ ba. 4. Vì cầu tất cả Phật pháp, tâm bình đẳng kính thờ các thiện tri thức, không cầu mong gì khác, không có tâm trộm pháp, đến đâu cũng chân thật cầu pháp, chỉ sinh tâm tôn trọng Phật pháp, chưa từng có sinh tâm trộm pháp, tất cả hết thảy nội tài và ngoại tài của mình đều xả bỏ được cho tất cả chúng sinh, chẳng có tâm sẻ tiếc. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ tư. Nếu có chúng sinh oán nhục phỉ báng, đánh đập cắt chém, làm khổ thân hình Bồ Tát cho đến mất mạng, những việc như vậy thầy đều thọ được, chọn không vì đó mà sinh tâm động loạn, sinh tâm sân hại, cũng chẳng thối bỏ đại bi hoàng tệ, càng khiến cho tăng trưởng không có ngừng nghỉ. Tại sao? Vì Bồ Tát ở nơi tất cả pháp như thật xuất ly, xả bỏ thành tựu, chứng được tất cả pháp của các Như Lai, nhẫn nhục nhu hòa đã được tự tại. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ năm. 5.
Nếu có chúng sinh hoặc nhục mạ Bồ Tát, hoặc phỉ báng Bồ Tát, hoặc dùng cây đánh đập Bồ Tát, hoặc dùng đao cắt chém Bồ Tát, khiến cho thân thể Bồ Tát đau đớn đến cùng cực, cho đến mất mạng, những cảnh giới như vậy, nghịch đến thuận thọ đều chịu đựng được hết. Chọn không vì những việc đó mà sinh tâm cuồng loạn, sinh tâm sân hận, cũng chẳng thối bỏ đại bi hoàng thệ, chẳng những không thối chuyển, mà càng khiến cho tăng trưởng không có khi nào ngừng nghỉ. Tại sao? Vì Bồ Tát đối với tất cả pháp như thật xuất ly, tức cũng là xả bỏ được tất cả các pháp, thành tựu được tất cả các pháp, chứng được tất cả pháp của các Như Lai, lại có thể nhẫn nhục như hòa vì đã được tự tại. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ năm. Đại Bồ Tát thành tựu tăng thượng đại công đức, quyến thuộc tăng thượng công đức, dục tăng thượng công đức, ngồi vua tăng thượng công đức, tự tại tăng thượng công đức, phước đức tăng thượng công đức, trí huệ tăng thượng công đức. Tuy lại thành tựu công đức như vậy, nhưng chọn không sinh tâm nhiễm trước đối với những công đức đó, như là không nhiễm trước vị, không nhiễm trước dục, không nhiễm trước tài sản, không nhiễm trước quyến thuộc, chỉ ưa pháp thâm sâu, đi theo pháp, trụ theo pháp hướng đến, theo pháp giáo giáo, dùng pháp làm chỗ nương tựa, dùng pháp làm chỗ cứu giúp, dùng pháp làm chỗ quy y, dùng pháp làm nhà, giữ gìn pháp, người thích pháp, mong cầu pháp, tư duy pháp. Phật tử Đại Bồ Tát tùy lại thọ đủ thứ pháp lạc mà thường xa lìa các cảnh giới ma. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát ở trong đời quá khứ đã phát tâm như vậy: tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh thể đều vĩnh viễn xa lìa các cảnh giới ma, trụ cảnh giới Phật. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ sáu. 6. Đại Bồ Tát thành tựu tăng thượng đại công đức, tức là nói về tăng thượng căn lành công đức ở trên trời, tăng thượng căn lành công đức ở tại nhân gian, tăng thượng căn lành công đức sắc tướng, tăng thượng căn lành công đức sức lực, quyến thuộc tăng thượng công đức, dục tăng thượng công đức, ngôi vua tăng thượng công đức, tự tại tăng thượng công đức, phước đức tăng thượng công đức, trí huệ tăng thượng công đức. Tùy lại thành tựu công đức như vậy, nhưng chọn không sinh tâm nhiễm trước đối với những công đức đó, như là không nhiễm trước vị thiền, không nhiễm trước dục lạc, không nhiễm trước tài sản, không nhiễm trước quyến thuộc, chỉ ưa thích Phật pháp thâm sâu, pháp đi đến đâu thì pháp thì theo pháp đến đó, pháp trụ ở đâu thì theo pháp trụ ở đó, pháp hướng về đâu thì theo hướng về đó, pháp giáo giáo ở đâu thì theo pháp giáo giáo ở đó, dùng pháp làm chỗ nương tựa của mình, dùng pháp làm chỗ cứu tinh của mình, dùng pháp làm chỗ quy y của mình, dùng pháp làm nhà của mình, phải giữ gìn Phật pháp này, phải ưa thích Phật pháp này, phải mong cầu Phật pháp này, phải tư duy Phật pháp này. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tùy lại thọ đủ thứ pháp lạc mà thường xa lìa các cảnh giới ma. Cảnh giới ma tức là hiện ra cảnh giới tốt, khiến cho bạn vui mừng mà quên tu hành. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát ở trong đời quá khứ đã từng phát tâm nguyện như vậy: tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều vĩnh viễn xa lìa các cảnh giới ma, an ổn trụ nơi tất cả cảnh giới của chư Phật, thường tịch quang tịnh độ. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ sáu. Đại Bồ Tát vì cầu an đậu đa la tam miệu tam bồ đề, đã ở trong vô lượng a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo, tinh tấn không giải đãi, cho rằng tôi nay mới phát tâm an đậu đa la tam miệu tam bồ đề hành Bồ Tát hạnh, cũng chẳng kinh, cũng chẳng sợ, cũng chẳng hãi. Tuy có thể một niệm thành an đậu đa la tam miệu tam bồ đề, nhưng vì chúng sinh mà ở trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát hạnh không có ngừng nghỉ, đó là tâm tăng thượng như núi thứ bảy. Đại Bồ Tát biết tất cả chúng sinh tánh chẳng hòa thiện, có điều khó độ, không thể báo ân, cho nên vì họ mà phát đại thệ nguyện, muốn khiến cho đều được tâm ý tự tại, sở hành vô ngại, xả lìa niệm ác, chẳng ở chỗ người khác sinh các phiền não. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ tám. 7. Đại Bồ Tát vì cầu an đậu đa la tam miệu tam bồ đề, đã ở trong vô lượng a tăng kỳ kiếp tu hành Bồ Tát đạo, rất tinh tấn không giải đãi. Bồ Tát nói rằng: tôi hiện nay mới phát tâm an đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Kỳ thật Bồ Tát sớm đã phát tâm. Bồ Tát rất khiêm nhường nói: tôi hiện tại mới hành Bồ Tát hạnh, cũng chẳng kinh tất cả pháp, cũng chẳng sợ tất cả pháp, cũng chẳng hãi tất cả pháp. Tuy có thể ở trong một niệm liền thành tựu an đậu đa la tam miệu tam bồ đề, nhưng vì muốn giáo hóa tất cả chúng sinh mà ở trong vô lượng kiếp vẫn tu hành Bồ Tát hạnh, không khi nào ngừng nghỉ, đó là tâm tăng thượng như núi thứ bảy. 8. Đại Bồ Tát biết tánh của tất cả chúng sinh chẳng hòa khí và thân thiện, rất là cao cường, thật rất khó điều phục. Chúng sinh đó không thể biết ân, không thể báo ân,
Bởi vậy cho nên Bồ Tát mới vì họ mà phát đại thệ nguyện, muốn khiến cho chúng sinh đó đều được tâm ý tự tại, sở hành vô ngại, xả bỏ hết những niệm ác, chẳng làm cho người khác sinh các phiền não. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ 8. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: chẳng phải người khác khiến cho tôi phát tâm Bồ Đề, cũng chẳng phải chờ người khác giúp tôi tu hành, tôi tự phát tâm, tập các Phật Pháp, thệ hứa tự cố gắng hết kiếp thuộc vị lai hành Bồ Tát Đạo, thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên nay tôi tu Bồ Tát hạnh sẽ tịnh tâm mình, cũng tịnh tâm người khác, sẽ biết cảnh giới mình, cũng biết cảnh giới người khác, sẽ bình đẳng với cảnh giới của ba đời chư Phật. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ 9. 9. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi phát Bồ Đề tâm là do từ trong chân tâm phát ra, chứ chẳng phải bị người khác bắt buộc khiến cho tôi phát tâm Bồ Đề, cũng chẳng phải chờ người khác giúp tôi tu hành, là do tôi tự phát tâm tu hành đủ thứ căn lành, tích tập pháp lành, tất cả Phật Pháp. Tôi phát thệ, tự hứa với lòng mình cố gắng, hết kiếp thuộc vị lai, hành Bồ Tát Đạo, thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bởi vậy cho nên nay tôi tu Bồ Tát hạnh, phải tịnh tâm ý mình, khiến cho trong tâm chẳng có vọng tưởng, cũng khiến cho người khác tâm thanh tịnh, cũng chẳng có tạp niệm. Tôi phải biết cảnh giới mình, cũng phải biết cảnh giới người khác. Tóm lại, biết mình là người như thế nào, cũng biết người khác ra sao, tôi sẽ bình đẳng với cảnh giới của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ 9. Đại Bồ Tát quan sát như vậy, không có một pháp nào tu Bồ Tát hạnh, không có một pháp nào viên mãn Bồ Tát hạnh, không có một pháp nào giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, không có một pháp nào cúng dường cung kính tất cả chư Phật, không có một pháp nào ở nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề đã thành, đang thành, sẽ thành, không có một pháp nào đã nói, đang nói, sẽ nói. Người nói và pháp đều bất khả đắc, mà cũng không bỏ A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao? Vì Bồ Tát cầu tất cả pháp đều không chỗ đắc, như vậy sinh ra A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên đối với pháp, tuy không chỗ đắc mà xin tu tập tăng thượng nghiệp lành, thanh tịnh đối trị, trí huệ viên mãn, niệm niệm tăng trưởng đầy đủ tất cả. Tâm Bồ Tát đối với pháp này không kinh không sợ, chẳng nghĩ rằng nếu tất cả pháp thể đều tịch diệt thì tôi cầu đạo vô thượng Bồ Đề còn có ý nghĩa gì. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ 10. 10. Đại Bồ Tát lại quan sát như vậy: chẳng phải dùng một pháp để tu Bồ Tát hạnh, phải dùng rất nhiều thứ pháp để tu Bồ Tát hạnh, tức cũng là phải dùng pháp môn lục độ vạn hạnh để tu hành mới có thể viên mãn thành tựu Bồ Tát hạnh. Chẳng có một pháp nào có thể viên mãn Bồ Tát hạnh, phải dùng đủ thứ pháp để viên mãn Bồ Tát hạnh. Chẳng có một pháp nào có thể giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, phải dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa điều phục. Tuy giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh, nhưng không chấp trước. Chẳng có một pháp nào có thể cúng dường cung kính tất cả chư Phật, phải dùng đủ thứ pháp để cúng dường cung kính tất cả chư Phật. Chẳng có một pháp nào có thể đối với A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề đã thành tựu, đang thành tựu, sẽ thành tựu. Chẳng có một pháp nào đã nói, đang nói, sẽ nói. Người nói và pháp đều bất khả đắc, nhưng cũng không bỏ A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát cầu tất cả pháp đều không chỗ đắc, như vậy mới sinh ra A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bởi vậy cho nên đối với tất cả pháp tuy không chỗ đắc mà Bồ Tát vẫn riêng tu tập tăng thượng nghiệp lành, thanh tịnh đối trị, trí huệ đã đến được cảnh giới viên mãn, ở trong niệm niệm đều tăng trưởng, tất cả pháp đều đầy đủ chẳng thiếu. Tâm Bồ Tát đối với pháp này không kinh hãi, không sợ sệt. Bồ Tát tuyệt đối chẳng nghĩ rằng nếu tất cả pháp thành đều tuyệt diệt thì tôi cầu đạo vô thượng Bồ Đề còn có ý nghĩa gì. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ 10. Phật tử, đó là 10 thứ tâm tăng thượng như núi của Bồ Tát nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu các Bồ Tát an trụ trong đó thì sẽ đạt được tâm tăng thượng như núi, đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 thứ tâm tăng thượng như núi của Bồ Tát nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp đó thì sẽ đạt được tâm tăng thượng như núi, đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ trí như biển vào A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những gì là 10? Đó là vào tất cả vô lượng cõi chúng sinh, đó là trí như biển thứ nhất. Vào tất cả thế giới mà chẳng khởi phân biệt,
đó là trí như biển thứ hai, biết tất cả cõi hư không vô lượng vô ngại và khắp mười phương tất cả lưới thế giới khác biệt, đó là trí như biển thứ ba. Đại Bồ Tát khéo vào khắp pháp giới, đó là vào vô ngại, vào không dứt, vào chẳng thường, vào vô lượng, vào chẳng sinh, vào chẳng diệt, vào tất cả, vì đều biết rõ, đó là trí như biển thứ tư. Đại Bồ Tát ở trong quá khứ, vị lai hiện tại, chư Phật Bồ Tát, Pháp Sư, Thành Văn, Độc Giác và tất cả phàm phu tích tập căn lành, đã tích tập, đang tích tập, sẽ tích tập, bà đời chư Phật, nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đã thành, đang thành, sẽ thành, hết thảy căn lành. Ba đời chư Phật thuyết pháp đều phục tất cả chúng sinh, đã nói, đang nói, sẽ nói hết thảy căn lành. Nơi đó, tất cả thầy đều biết rõ, đều tin tùy hỷ, nguyện thích, tu tập, không có nhàn đủ, đó là trí như biển thứ năm. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ trí như biển vào A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những gì là 10? Đó là 1. Bồ Tát vào tất cả vô lượng cõi chúng sinh, đó là trí huệ như biển thứ nhất. 2. Bồ Tát vào tất cả thế giới mà chẳng khởi phân biệt, đó là trí huệ như biển thứ hai. 3. Bồ Tát biết tất cả cõi hư không đều là vô lượng vô ngại và khắp mười phương tất cả lưới thế giới khác biệt, đó là trí huệ như biển thứ ba. 4. Đại Bồ Tát khéo vào khắp pháp giới, đó là vào tất cả pháp giới không chướng ngại, vào tất cả pháp giới không dứt, vào tất cả pháp giới chẳng thường, vào tất cả pháp giới không có số lượng, lại vào chẳng sinh, lại vào chẳng diệt, vào tất cả. Vì Bồ Tát đều biết rõ, đó là trí huệ như biển thứ tư. 5. Đại Bồ Tát ở trong quá khứ, vị lai hiện tại, nơi chư Phật, Bồ Tát, Pháp Sư, Thành Văn, Độc Giác và tất cả phàm phu tích tập căn lành, đã tích tập, đang tích tập, sẽ tích tập. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật, nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đã thành tựu, đang thành tựu, sẽ thành tựu hết thảy căn lành. Ba đời chư Phật thuyết pháp đều phục tất cả chúng sinh, đã nói, đang nói, sẽ nói hết thảy căn lành. Đối với tất cả hết thảy chư Phật Bồ Tát, thầy đều biết rõ, đều tin sâu tùy hỷ, nguyện thích tu tập, không khi nào nhằm đủ, đó là trí huệ như biển thứ năm. Đại Bồ Tát ở trong niệm niệm vào đời quá khứ bất khả thuyết kiếp, ở trong tất cả kiếp, hoặc trăm ức Phật ra đời, hoặc ngàn ức Phật ra đời, hoặc trăm ngàn ức Phật ra đời, hoặc vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, vượt qua toán số, chư Phật Thế Tôn xuất hiện ra đời, vào đạo tràng, chúng hội, Thành Văn Bồ Tát của chư Phật đó, thuyết pháp điều phục tất cả chúng sinh, thọ mạng dài ngắn, pháp trụ lâu mau, tất cả như vậy thầy đều thấy rõ, như một kiếp, tất cả các kiếp cũng đều như vậy. Hết thảy chúng sinh trong những kiếp không có Phật, có gieo trồng các căn lành nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng đều biết rõ. Nếu có chúng sinh căn lành đã thành thục, ở đời vị lai sẽ được thấy Phật cũng đều biết rõ. Quan sát đời quá khứ, bất khả thuyết kiếp như vậy, tâm không nhảm đủ, đó là trí như biển thứ sáu. 6. Đại Bồ Tát ở trong niệm niệm vào đời quá khứ bất khả thuyết kiếp, ở trong tất cả kiếp, hoặc có trăm ước Phật ra đời, hoặc có ngàn ước Phật ra đời, hoặc có trăm ngàn ước Phật ra đời, hoặc có vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, vượt qua toàn số, chư Phật Thế Tôn xuất hiện ra đời, và đạo tràng chúng hội Thanh Văn Bồ Tát của chư Phật đó, thuyết pháp điều phục tất cả chúng sinh, thọ mạng dài hoặc ngắn, pháp trụ lâu mau, tất cả tình hình như vậy, Bồ Tát thầy đều thấy rõ. Như một kiếp, tất cả các kiếp cũng đều như vậy. Hết thảy chúng sinh trong những kiếp không có Phật, có gieo trồng các căn lành nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Bồ Tát cũng đều biết rõ. Nếu có chúng sinh căn lành đã thành thục, ở đời vị lai sẽ được thấy Phật, Bồ Tát cũng đều biết rõ. Quan sát đời quá khứ, bất khả thuyết kiếp như vậy, tâm Bồ Tát không nhảm đủ, đó là trí huệ như biển thứ sáu. Đại Bồ Tát vào đời vị lai, quan sát phân biệt tất cả các kiếp vô lượng vô biên, biết kiếp nào có Phật, kiếp nào không có Phật, kiếp nào có bao nhiêu Như Lai ra đời, mỗi đức Như Lai danh hiệu như thế nào, trụ ở thế giới nào, thế giới tên gì, độ bao nhiêu chúng sinh, thọ mạng bao lâu, quan sát như vậy. Hết thuở vị lai thầy đều biết rõ, không thể cùng tận mà không nhằm đủ, đó là trí như biển thứ bảy. 7. Đại Bồ Tát vào đời vị lai, quan sát phân biệt tất cả các kiếp, nhiều vô lượng vô biên. Bồ Tát biết kiếp nào có Phật, kiếp nào không có Phật, kiếp nào có bao nhiêu vị Phật ra đời,
mỗi vị Phật danh hiệu như thế nào, trụ ở thế giới nào, thế giới tên là gì, độ được bao nhiêu chúng sinh, thọ mạng dài bao lâu. Bồ Tát quán sát như vậy, hết thuở vị lai, Thầy đều biết rõ, không thể cùng tận, không khi nào nhằm đủ. Đó là trí huệ như biển thứ bảy. Đại Bồ Tát vào đời hiện tại, quán sát tư duy ở trong niệm niệm, thấy khắp mười phương, vô biên phẩm loại, bất khả thuyết thế giới, đều có chư Phật. Nơi vô thượng Bồ Đề đã thành, đang thành, sẽ thành. Đi đến đạo tràng dưới cội Bồ Đề, ngồi trên tòa cỏ cát tường hàng phục ma quân, thành An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Từ cội Bồ Đề đứng dậy, đi vào thành ấp, thăng lên cung điện trời. Nói pháp vi diệu, chuyển bánh xe pháp lớn, thị hiện thần thông, điều phục chúng sinh cho đến phó trúc pháp An Hậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, xả bỏ thọ mạng vào bát niết bàn. Vào niết bàn rồi, kết tập pháp tạng, chiến trụ lâu ở đời, trang nghiêm tháp Phật, đủ thứ cúng dường, cũng thấy hết thảy chúng sinh ở thế giới đó. Gặp Phật nghe pháp, thọ trì đọc tụng, nghĩ nhớ tư duy, tăng trưởng huệ hiểu, quán giác như vậy, khắp cùng mười phương, mà nơi Phật pháp không có sai lầm. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát đã biết chư Phật thầy đều như mộng, mà hay đi đến chỗ tất cả chư Phật cung kính cúng dường. Lúc đó Bồ Tát chẳng chấp vào thân mình, chẳng chấp chư Phật, chẳng chấp thế giới, chẳng chấp chúng hội, chẳng chấp thuyết pháp, chẳng chấp kiếp số, mà thấy Phật nghe pháp, quán sát thế giới và các kiếp số không có nhằm đủ. Đó là trí như biển thứ 8. 8. Đại Bồ Tát vào đời hiện tại, quan sát tư duy, ở trong niệm niệm thấy khắp mười phương vô biên phẩm loại, bất khả thuyết thế giới đều có chư Phật, nơi vô thượng Bồ Đề đã thành tựu, đang thành tựu, sẽ thành tựu. Đi đến đạo tràng ở dưới cội Bồ Đề, ngồi trên tòa cỏ cát tường hàng phục tất cả ma quân, thành tựu An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thành Phật rồi, từ tòa cỏ cát tường đứng dậy, đi vào thành thị và thôn ấp, lại thăng lên cung điện trời, nói pháp vi diệu, chuyển bánh xe pháp lớn, thị hiện thần thông, điều phục chúng sinh, cho đến phó trúc pháp An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cho đệ tử của Phật. Phật xả bỏ thọ mạng vào bát niết bàn. Vào niết bàn rồi, các đệ tử kết tập pháp tạng, khiến cho pháp vĩnh viễn trụ lâu ở thế gian, lại kiến tạo bảo tháp trang nghiêm, dùng đủ thứ hương hoa để cúng dường, lại thấy hết thảy chúng sinh ở những thế giới đó gặp Phật nghe pháp, thọ trì tất cả Phật pháp, đọc tụng tất cả Phật pháp, nghĩ nhớ tất cả Phật pháp, tư duy tất cả Phật pháp, tăng trưởng tất cả Phật pháp, huệ hiểu hết thảy Phật pháp, quan sát như vậy, khắp cùng mười phương mà đối với Phật pháp không có chỗ sai lầm nào. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát đã biết chư Phật thầy đều như mộng như huyễn, mà hay đi đến đạo tràng của tất cả chư Phật, cung kính chư Phật, cúng dường chư Phật. Lúc đó Bồ Tát chẳng chấp vào thân tướng của mình, cũng chẳng chấp vào chư Phật, cũng chẳng chấp vào tất cả thế giới, cũng chẳng chấp vào chúng hội, cũng chẳng chấp vào thuyết pháp, cũng chẳng chấp vào kiếp số. Tuy không chấp trước vào tất cả, nhưng thấy Phật nghe pháp, quán sát thế giới và các kiếp số không có nhạm đủ, đó là trí huệ như biển thứ 8. Đại Bồ Tát ở nơi bất khả thuyết kiếp, trong mỗi mỗi kiếp, cúng dường cung kính, bất khả thuyết vô lượng chư Phật. Thị hiện thân mình chết đây sinh kia, dùng tất cả đồ cúng dường hơn hẳn ba cõi để cúng dường, và cúng dường Bồ Tát thành vạn tất cả đại chúng, mỗi mỗi Đức Như Lai vào bát niết bàn rồi, đều dùng đồ cúng vô thượng để cúng dường xá lợi và rộng tu hành bố thí để chúng sinh đầy đủ. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng tâm không thể nghĩ bàn, tâm không cầu báo, tâm rốt ráo, tâm lợi ích, nơi bất khả thuyết kiếp, vì An Đậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề cúng dường chư Phật, lợi ích chúng sinh, hộ trì chánh pháp, khai thị diễn nói. Đó là trí như biển thứ 9. 9. Đại Bồ Tát ở nơi bất khả thuyết kiếp, trong mỗi mỗi kiếp cúng dường cung kính, bất khả thuyết vô lượng chư Phật, thì hiện thân mình chết ở đây lại sinh về bên kia, dùng tất cả đồ cúng dường hơn hẳn ba cõi để cúng dường chư Phật và cúng dường Bồ Tát cùng thanh văn với tất cả đại chúng. Mỗi một vị Phật vào bát niết bàn rồi, đều dùng đồ cúng vô thượng để cúng dường xá lợi Phật và rộng tu hành bố thí để chúng sinh đầy đủ sự nhu cầu. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng tâm không thể nghĩ bàn, tâm không cầu báo đáp, tâm rốt ráo bố thí, tâm lợi ích chúng sinh, trong bất khả thuyết kiếp, vì An Đậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà cúng dường chư Phật, lợi ích chúng sinh, hộ trì chánh pháp, khai thị diễn nói. Đó là trí huệ như biển thứ 9. Đại Bồ Tát ở chỗ tất cả chư Phật
Ở chỗ tất cả Bồ Tát, ở chỗ tất cả Pháp Sư, một lòng trên cầu Pháp của Bồ Tát nói, Pháp của Bồ Tát học, Pháp của Bồ Tát dạy, Pháp của Bồ Tát tu hành, Pháp thanh tịnh của Bồ Tát, Pháp thành thục của Bồ Tát, Pháp điều phục của Bồ Tát, Pháp bình đẳng của Bồ Tát, Pháp xuất ly của Bồ Tát, Pháp tổng trì của Bồ Tát, đắc được Pháp này rồi, thọ trì, đọc tụng, phân biệt giải nói, không có nhảm đủ, khiến cho vô lượng chúng sinh ở trong Phật Pháp, Phật tâm nhất thiết trí, tương ưng và tướng chân thật, được không thối chuyển nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Tát nơi bất khả thuyết kiếp không nhảm đủ như vậy, đó là trí như biển thứ 10. 10. Đại Bồ Tát ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật, ở chỗ đạo tràng của tất cả Bồ Tát, ở chỗ đạo tràng của tất cả Pháp Sư, một lòng chuyên cầu Pháp của Bồ Tát nói, Pháp của Bồ Tát học, Pháp của Bồ Tát dạy, Pháp của Bồ Tát tu hành, Pháp thanh tịnh của Bồ Tát, Pháp thành thục của Bồ Tát, Pháp điều phục của Bồ Tát, Pháp bình đẳng của Bồ Tát, Pháp xuất ly của Bồ Tát, Pháp tổng trì của Bồ Tát. Bồ Tát đắc được tất cả Pháp đó rồi, tự mình thọ trì đọc tụng, vì chúng sinh phân biệt giải nói không kỳ nào nhằm đủ, khiến cho vô lượng chúng sinh ở trong Phật Pháp, Phật tâm nhất thiết trí tương ưng, và tướng chân thật được không thối chuyển, nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Tát ở trong bất khả thuyết kiếp không nhằm đủ như vậy, đó là trí như biển thứ 10. Phật tử, đó là 10 thứ trí như biển vào A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được biển đại trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 thứ Pháp trí huệ như biển vào A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong Pháp này, thì sẽ đắc được biển đại trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật. Ở trên là 300 câu trả lời của Bồ Tát Phổ Hiền, trả lời 30 câu hỏi của Bồ Tát Phổ Huệ hỏi về thập hạnh, vì hỏi một đáp 10 vậy. 4. Trả lời Pháp thập hồi hướng. Phật tử, Đại Bồ Tát nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề có 10 thứ trụ như thật, những gì là 10? Phật tử, Đại Bồ Tát đều có thể đi đến vô số thế giới, chỗ chư Phật Như Lai, chiêm ngưỡng đảnh lễ, thừa sự cúng dường, đó là trụ như thật thứ nhất. Nơi bất khả tư nghỉ, chỗ các đức Như Lai lắng nghe chánh pháp, thọ trì nghĩ nhớ, chẳng khiến quên mất, suy ngẫm phân biệt, giác huệ tăng trưởng. Làm như vậy khắp cùng mười phương, đó là trụ như thật thứ hai. Nơi cõi này chết, nơi kia hiện thọ sinh, mà đối với Phật Pháp không có sự mê hoặc, đó là trụ như thật thứ ba. Biết từ một pháp sinh ra tất cả pháp, mà có thể mỗi mỗi pháp phân biệt diễn nói, dùng tất cả pháp đủ thứ nghĩa, rốt ráo đều là một nghĩa, đó là trụ như thật thứ tư. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, có 10 thứ trụ như thật. Những gì là 10? 1. Phật tử, Đại Bồ Tát đều có thể đi đến vô số thế giới, chỗ đạo tràng của chư Phật Như Lai, chiêm ngưỡng chư Phật, đảnh lễ chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, đó là trụ như thật thứ nhất. 2. Trong bất khả tư nghi đạo tràng của các đức Như Lai, lắng nghe chánh pháp của chư Phật nói, thọ trì Phật Pháp, nghĩ nhớ Phật Pháp, chẳng khiến cho Phật Pháp quên mất, suy ngẫm phân biệt, giác huệ tăng trưởng, làm như vậy khắp cùng mười phương, đó là trụ như thật thứ hai. 3. Ở nơi cõi này chết, ở nơi kia thị hiện thọ sinh, mà đối với Phật Pháp không có sự mê hoặc, đó là trụ như thật thứ ba. 4. Bồ Tát biết từ trong một Pháp sinh ra tất cả Pháp, do đó có câu một làm vô lượng là một, mà trong mỗi mỗi Pháp phân biệt sẽ nói đạo lý khác nhau, dùng đủ thứ nghĩa tất cả Pháp, rốt ráo đều là một nghĩa, đó là trụ như thật thứ tư. Biết nhằm lìa phiền não, biết ngừng phiền não, biết phòng hộ phiền não, biết dứt trừ phiền não, tụ Bồ Tát hạnh chẳng chứng thật tế, rốt ráo đến nơi thật tế bờ bên kia, phương tiện khéo léo, khéo học chỗ đáng học, khiến cho hạnh nguyện thuở xưa đều được thành tựu viên mãn, thân chẳng mệt mỏi, đó là trụ như thật thứ năm. Biết tất cả chúng sinh chỗ tầm phân biệt đều không có xứ sở, mà cũng nói có đủ thứ phương xứ, tuy không phân biệt, không chỗ tạo tác, vì muốn điều phục tất cả chúng sinh mà có sự tu hành, có tạo tác, đó là trụ như thật thứ sáu. 5. Bồ Tát biết nhằm lìa tất cả phiền não, biết ngừng tất cả phiền não, biết phòng hộ tất cả phiền não, biết dứt trừ tất cả phiền não, tụ Bồ Tát hạnh chẳng chứng thật tế, rốt ráo đến nơi thật tế bờ bên kia, đã có thể thành Phật nhưng chẳng cầu chứng quả Phật, dùng pháp môn phương tiện khéo léo, khéo học tất cả pháp đáng học,
Khéo tu tất cả pháp đáng tu, khiến cho hạnh nguyện thuở xưa phát ra đều được thành tựu viên mãn, thân chẳng cảm thấy mệt mỏi. Đó là trụ như thật. Thứ năm, sáu, Bồ Tát biết tất cả tâm chúng sinh có sự phân biệt, vốn không có xứ sở. Tức cũng là chẳng có trụ xứ thật tại, nhưng cũng có thể nói dùng đủ thứ phương tiện, vốn chẳng có xứ sở, nhưng dùng pháp lành phương tiện nói ra có một xứ sở. Do đó các pháp tụng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tuy không có phân biệt, không chỗ tạo tác, nhưng vì muốn điều phục tất cả chúng sinh mà có sự tu hành, có tạo tác. Đó là trụ như thật. Thứ sáu, biết tất cả pháp đều đồng một tánh, đó là không tánh, không có đủ thứ tánh, không có vô lượng tánh, không thể tính đếm tánh, không thể xương lượng tánh, không sắc không tướng, hoặc một hoặc nhiều, đều bất khả đắc, mà chắc chắn biết rõ. Đó là pháp chư Phật, đó là pháp Bồ Tát, đó là pháp độc giác, đó là pháp thành văn, đó là pháp phàm phu, đó là pháp thiện, đó là pháp bất thiện, đó là pháp thế gian, đó là pháp xuất thế gian, đó là pháp lỗi lầm, đó là pháp không lỗi lầm, đó là pháp hữu lậu, đó là pháp vô lậu, cho đến đó là pháp hữu vi, đó là pháp vô vi, đó là trụ như thật. Thứ bảy, bảy, Bồ Tát biết tất cả pháp đều đồng một tánh, pháp vốn không tánh, không có đủ thứ tánh, không có vô lượng tánh, không thể tính đến tánh, không thể xưng lượng tánh, không có sắc, không có tướng, hoặc là một hoặc là nhiều, đều bất khả đắc, tùy bất khả đắc mà chắc chắn biết rõ. Đó là pháp của tất cả chư Phật nói, đó là pháp của tất cả Bồ Tát nói, đó là pháp của thánh nhân độc giác nói, đó là pháp của thánh nhân thanh văn nói, đó là pháp của phàm phu nói, đó là pháp thiện, đó là pháp bất thiện, đó là pháp thế gian, đó là pháp xuất thế gian, đó là pháp có lỗi lầm, đó là pháp không có lỗi lầm, đó là pháp hữu lậu, đó là pháp vô lậu, cho đến đó là pháp hữu vi, đó là pháp vô vi, đó là trụ như thật. Thứ bảy, Đại Bồ Tát cầu Phật bất khả đắc, cầu Bồ Tát bất khả đắc, cầu pháp bất khả đắc, cầu chúng sinh bất khả đắc, mà cũng chẳng bỏ điều phục chúng sinh, khiến cho các pháp thành chánh giác nguyện. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát khéo léo quan sát, biết sự phân biệt của tất cả chúng sinh, biết cảnh giới của tất cả chúng sinh, phương tiện giáo hóa, khiến cho đắc được Niết Bàn. Vì muốn đầy đủ nguyện giáo hóa chúng sinh mà tu hành Bồ Tát hạnh, đó là trụ như thật. Thứ 8, 8. Đại Bồ Tát cầu Phật bất khả đắc, cầu Bồ Tát bất khả đắc, cầu pháp bất khả đắc, cầu chúng sinh bất khả đắc, nhưng cũng chẳng bỏ điều phục chúng sinh, khiến cho các pháp thành tựu chánh giác nguyện lực. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát khéo léo quan sát, biết sự phân biệt của tất cả chúng sinh, biết cảnh giới của tất cả chúng sinh, phương tiện giáo hóa khai đạo tất cả chúng sinh, khiến cho đắc được Niết Bàn. Vì muốn đầy đủ nguyện giáo hóa chúng sinh mà tu hành Bồ Tát hạnh, đó là trụ như thật. Thứ 8, Đại Bồ Tát biết phương tiện thuyết pháp khéo léo thị hiện Niết Bàn vì độ chúng sinh. Hết thảy phương tiện tất cả đều là tâm tưởng kiến lập, chẳng phải thiên đạo, cũng chẳng phải hư dối. Tại sao? Vì Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp ba đời bình đẳng, như như bất động, thật tế không trụ, chẳng thấy có một chúng sinh đã thọ sự giáo hóa, đang thọ sự giáo hóa, sẽ thọ sự giáo hóa, cũng tự biết rõ không có chỗ tu hành, không có chỗ pháp hoặc sinh hoặc diệt mà có thể đắc được, mà nương nơi tất cả pháp khiến cho sở nguyện chẳng không. Đó là trụ như thật. Thứ 9, 9. Đại Bồ Tát biết phương tiện thuyết pháp khéo léo thị hiện Niết Bàn vì độ tất cả chúng sinh. Hết thảy phương tiện tất cả đều là tâm tưởng kiến lập, đó chẳng phải là điên đảo, cũng chẳng phải là hư dối. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp ba đời đều là bình đẳng, như như bất động, thật tế không trụ, chẳng thấy có một chúng sinh đã thọ sự giáo hóa, hiện đang thọ giáo hóa, sẽ thọ sự giáo hóa, cũng tự biết rõ mình không có chỗ tu hành, không có chỗ pháp hoặc sinh hoặc diệt mà có thể đắc được, mà nương nơi tất cả pháp khiến cho sở phát nguyện chẳng không. Đó là trụ như thật. Thứ 9, Đại Bồ Tát nơi vô lượng chư Phật không nghĩ bàn, ở chỗ mỗi vị Phật nghe bất khả thuyết, bất khả thuyết pháp thọ ký, danh hiệu đều khác nhau, kiếp số khác nhau, từ một kiếp cho đến bất khả thuyết kiếp thường nghe như vậy, nghe rồi tu hành chẳng sợ hãi, chẳng mê hoặc, vì biết trí Như Lai không nghĩ bàn, vì lời Như Lai thọ ký không hai, vì hạnh nguyện của mình có sức lực thủ thắng, tùy ứng thọ hóa khiến cho thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, viên mãn độc với pháp giới tất cả nguyện. Đó là trụ như thật. Thứ 10, 10. Đại Bồ Tát nơi vô lượng chư Phật không nghĩ bàn, ở trong đạo tràng chỗ mỗi vị Phật nghe bất khả thuyết, bất khả thuyết pháp thọ ký,
Danh hiệu thọ ký đều khác nhau, kiếp số trụ thế cũng khác nhau. Từ một kiếp cho đến bậc khải thuyết kiếp, thường nghe Pháp Phật nói như vậy. Nghe Pháp rồi, Bồ Tát bèn y theo Pháp tu hành. Chẳng giống như phàm phu chúng ta, nghe Pháp rồi như gió thoảng qua tai, chẳng còn nhớ nữa. Chúng ta nghe Phật Pháp phải đích thân thực hành thì mới có sự thọ dụng. Nếu chẳng cung hành thực tiễn, không nương vào Pháp tu hành, thì hằng ngày nghe Pháp, dù có nghe Pháp trong 8 vạn đại kiếp, thì đối với thân tâm tánh mạng của mình cũng chẳng có ích gì. Cho nên Bồ Tát nghe Pháp rồi, bèn y Pháp tu hành, chẳng sợ Pháp quá cao, chẳng sợ Pháp quá sâu, chẳng sợ Pháp quá vi diệu, chẳng sợ Pháp không nghĩ bàn, cho nên chẳng kinh hãi, chẳng mê hoặc. Bồ Tát biết trí huệ của Như Lai không thể nghĩ bàn, biết là Như Lai thọ ký là tánh quyết định, chẳng có thay đổi. Bồ Tát còn biết hạnh nguyện của mình có sức lực thủ thắng. Bồ Tát tùy thuận, ứng tuyên thọ hóa, khiến cho chúng sinh thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, viên mãn đồng với Pháp giới tất cả nguyện, đó là trụ như thật thứ 10. Phật tử, đó là 10 thứ trụ như thật của Đại Bồ Tát nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được đại trí huệ báu vô thượng của chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 thứ trụ như thật của Đại Bồ Tát nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được đại trí huệ báu vô thượng của chư Phật, cho nên gọi là trụ như thật. Phật tử, Đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang. Những gì là 10? Phật tử, Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, tất cả các Pháp không có bờ mé, không thể cùng tận. Tôi sẽ dùng hết trí huệ 3 đời, khắp đều giác ngộ thấu rõ, không có thừa sót. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ nhất. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, nơi đồng một sợi lông có vô lượng vô biên chúng sinh, hà huống là tất cả Pháp giới. Tôi sẽ đều dùng vô thượng niết bàn mà diệt độ. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ hai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang. Những gì là 10? 1. Phật tử, Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, tất cả các Pháp không có bờ mé, không thể cùng tận. Tôi sẽ dùng hết trí huệ 3 đời, khắp đều giác ngộ thấu rõ, không có thừa sót. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ nhất. 2. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, nơi đầu một sợi lông có vô lượng vô biên chúng sinh, hà huống là tất cả Pháp giới. Tôi sẽ đều dùng vô thượng niết bàn mà diệt độ, khiến cho tất cả chúng sinh đều được diệt độ. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ hai. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, 10 phương thế giới vô lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng tận. Tôi sẽ dùng cõi nước chư Phật trang nghiêm tối thượng để trang nghiêm tất cả thế giới như vậy. Hết thảy sự trang nghiêm thảy đều chân thật. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ ba. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh vô lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng tận. Tôi sẽ đem tất cả căn lành hồi hướng đến họ, vô thượng trí huệ quang minh chiếu soi đến họ. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ tư. 3. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, 10 phương thế giới vô lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng tận. Tôi sẽ dùng cõi nước chư Phật trang nghiêm tối thượng để trang nghiêm tất cả thế giới như vậy. Hết thảy sự trang nghiêm thảy đều chân thật. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ ba. 4. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh vô lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng tận. Tôi sẽ đem tất cả căn lành hồi hướng đến tất cả chúng sinh, vô thượng trí huệ quang bình chiếu soi đến tất cả chúng sinh. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ tư. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tất cả chư Phật vô lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng tận. Tôi sẽ đem căn lành đã gieo trồng, hồi hướng cúng dường đều khiến cho khắp cùng không chỗ thiếu kém. Sau đó tôi sẽ thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ năm. Phật tử, Đại Bồ Tát thấy tất cả chư Phật nghe thuyết pháp sinh tâm đại hoan hỷ, chẳng chấp vào thân mình, chẳng chấp vào thân Phật, hiểu thân Như Lai chẳng thật chẳng hư, chẳng có chẳng không, chẳng tánh chẳng không tánh, chẳng sắc chẳng không sắc, chẳng tướng chẳng không tướng, chẳng sinh chẳng diệt, thật không chỗ có cũng chẳng hoại có. Tại sao? Vì không thể dùng tất cả tánh tướng mà chấp lấy. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ sáu. 5. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tất cả chư Phật vô lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng tận. Tôi sẽ đem căn lành đã gieo trồng, hồi hướng chư Phật, cúng dường chư Phật, đều khiến cho khắp cùng không chỗ thiếu kém. Tóm lại, mỗi vị Phật tôi đều đem căn lành để cúng dường,
Sau đó tôi sẽ thành tựu A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, đó là tâm đại thừa thệ nguyện như Kim Cang thứ năm. 6. Phật tử, Đại Bồ Tát thấy tất cả chư Phật nghe thuyết pháp sinh tâm đại hoan hỷ, chẳng chấp vào thân mình, chẳng chấp vào thân Phật, hiểu rõ thật Như Lai, chẳng thật chẳng hư, chẳng có chẳng không, chẳng tánh chẳng không tánh, chẳng sắc chẳng không sắc, chẳng tướng chẳng không tướng, chẳng sinh chẳng diệt, thật không chỗ có, tuy gì cũng không có, nhưng cũng không thể phá hoại được, có vẫn tồn tại. Đó là do duyên gì? Vì không thể dùng cảnh giới có tánh, có tướng, có nghĩa bản để dò lường cảnh giới của Phật, cho nên không thể dùng tất cả tánh tướng mà chấp lấy. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như Kim Cang thứ 6. Phật tử, Đại Bồ Tát hoặc bị chúng sinh mắng chửi hủy nhục đánh đập, hoặc chặt tay chân, hoặc cắt tai mũi, hoặc móc mắt, hoặc chặt đầu. Tất cả như vậy đều nhẫn thọ được, chọn không vì đó mà sinh tâm sân hại. Nơi bất khả thuyết vô số kiếp, tụ Bồ Tát hạnh nhiếp thọ chúng sinh luôn không xả bỏ. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát đã khéo quan sát tất cả các pháp không có hai tướng, tâm chẳng động loạn, xả được thân mình mà nhẫn sự khổ đó. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như Kim Cang thứ 7. Phật tử, Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, kiếp thừa vị lai vô lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng tận. Hết những kiếp đó, tôi sẽ ở trong một thế giới hành Bồ Tát đạo, giáo hóa chúng sinh, như một thế giới tận pháp giới hư không giới, tất cả thế giới cũng đều như thế, mà tâm chẳng kinh hãi sợ sệt. Tại sao? Vì pháp Bồ Tát đạo nên như vậy, vì tất cả chúng sinh mà tu hành, đó là tâm đại thừa thệ nguyện như Kim Cang thứ 8. 7. Phật tử, Đại Bồ Tát hoặc bị chúng sinh mắng chửi hủy nhục đánh đập, hoặc chặt tay chân, hoặc cắt tai mũi, hoặc móc mắt, hoặc chặt đầu. Họ dùng tất cả những phương pháp như vậy để đối đãi. Bồ Tát đều nhẫn thọ được, chọn không vì đó mà sinh tâm sân hại hoặc sinh tâm báo thù. Trong bất khả thuyết vô số kiếp tu Bồ Tát hạnh, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, bất cứ lúc nào cũng không xả bỏ tất cả chúng sinh. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát đã khéo quan sát tất cả các pháp không có hai tướng, mà chỉ có một tướng tịch diệt, cho nên tâm chẳng dao động, cũng chẳng tán loạn, xả được thân mình, mà nhẫn thọ được những sự khổ đó. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như Kim Cang thứ 7. Đoạn kinh văn này chúng ta phải đặc biệt chú ý lắng nghe. Chúng ta học Phật nhất định phải học pháp nhẫn nhục ba la mật. Nếu có người đến không khách sáo đối với chúng ta, phê bình lung tung, thì chúng ta phải nhẫn thọ, đừng có cho rằng họ không đúng. Phải dùng đức cảm hóa, dùng tâm thành đối đãi thì tự nhiên sẽ chuyển hung hóa cát. Thậm chí có người cố ý phỉ báng, có thủ đoạn, chúng ta cũng phải nhẫn thọ. Nhẫn không được cũng phải nhẫn, đó mới là thật nhẫn nhục. Tu Bồ Tát đạo tức là tu nhẫn nhục. Bất cứ gặp nghịch cảnh nào cũng phải an nhiên bất động, thì trong tâm tự nhiên sẽ thanh tịnh, chẳng bị nghịch cảnh lay chuyển. Đối với người cố ý phê bình, biểu thị không coi họ là kẻ thù, khiến cho họ hổ thẹn tự bỏ đi. 8. Phật tử, Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, kiếp thuở vị lai vô lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng tận. Hết những kiếp đó, tôi sẽ ở trong một thế giới hành Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sinh, như một thế giới tận pháp giới hư không giới, tất cả thế giới cũng đều như thế, mà tâm Bồ Tát chẳng kinh hãi sợ sệt. Tại sao vậy? Vì pháp Bồ Tát đạo nên như vậy, thì tất cả chúng sinh mà tu hành Bồ Tát đạo, đó là tâm đại thừa thệ nguyện như Kim Cang thứ 8. Phật tử, Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề dùng tâm làm gốc. Nếu tâm thanh tịnh thì sẽ viên mãn tất cả các lành, nơi Phật Bồ Đề tất được tự tại. Muốn thành A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, tùy ý liền thành. Nếu muốn đoạn trừ tất cả thủ duyên chủ đạo nhất hướng thì tôi cũng đắc được, nhưng tôi không dứt. Vì muốn rốt ráo Phật Bồ Đề cũng không lập tức chứng vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì để viên mãn nguyện xưa, tận tất cả thế giới hành Bồ Tát hạnh giáo hóa chúng sinh, đó là tâm đại thừa thệ nguyện như Kim Cang thứ 9. 9. Phật tử, Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề dùng tâm làm gốc rễ. Nếu tâm thanh tịnh thì chẳng có vọng tưởng, nếu đoạn dục khử ái thì sẽ viên mãn tất cả căn lành, nơi Phật Bồ Đề tất sẽ đắc được tự tại. Nếu muốn thành A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề thì tùy theo ý tưởng của mình liền có thể thành Phật. Nếu muốn đoạn trừ tất cả thủ duyên thì chẳng có tâm phản duyên chủ đạo nhất hướng, tức là đạo cuối cùng. Bồ Tát nghĩ, tôi cũng sẽ đắc được quả vị, nhưng tôi không dứt tất cả thủ duyên. Tại sao vậy? Vì muốn rốt ráo Phật Bồ Đề, tôi muốn mình rốt ráo thành Phật,
cũng muốn tất cả chúng sinh rốt ráo thành Phật, nhưng tôi không lập tức chứng vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì để viên mãn đại nguyện xưa đã phát, cùng tận tất cả thế giới hành Bồ Tát hạnh, giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, đó là tâm đại thừa thệ nguyện như Kim Cang thứ 9. Phật tử, đại Bồ Tát biết Phật bất khả đắc, Bồ Đề bất khả đắc, Bồ Tát bất khả đắc, tất cả pháp bất khả đắc, chúng sinh bất khả đắc, tâm bất khả đắc, hạnh bất khả đắc, quá khứ bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tất cả thế gian bất khả đắc, hữu vi vô vi bất khả đắc. Như vậy Bồ Tát trụ tịch tĩnh, trụ thâm sâu, trụ tịch diệt, trụ không tranh, trụ không lời, trụ không hai, vô đẳng, trụ tự tánh, trụ như lý, trụ giải thoát, trụ niết bàn, trụ thật tế, cũng chẳng bỏ tất cả đại nguyện, chẳng bỏ tâm nhất thiết trí, chẳng bỏ Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ giáo hóa chúng sinh, chẳng bỏ các ba la mật, chẳng bỏ điều phục chúng sinh, chẳng bỏ thừa sự chư Phật, chẳng bỏ diễn nói các pháp, chẳng bỏ trang nghiêm thế giới. Tại sao? Vì đại Bồ Tát phát đại nguyện, tùy thấu đạt tướng tất cả pháp, tâm đại từ bi, càng thêm tăng trưởng vô lượng công đức, đều tu hành đầy đủ, nơi các chúng sinh tâm không bỏ lìa. 10. Phật tử, đại Bồ Tát biết Phật bất khả đắc, vì Phật đã thành Phật rồi, cho nên bất khả đắc, lại biết Bồ Đề bất khả đắc, vì Bồ Đề là giác đạo, nếu giác ngộ rồi, thì chẳng phải là đắc được, mà là vốn có. Lại biết Bồ Tát bất khả đắc, vì Bồ Tát chỉ là hành Bồ Tát đạo, cũng là vô tướng, cho nên bất khả đắc. Lại biết tất cả pháp đều là không, cũng là bất khả đắc. Lại biết chúng sinh bất khả đắc, vì chúng sinh vốn là Phật, Phật vốn là chúng sinh, do đó tâm Phật và chúng sinh là ba không khác biệt. Tâm cũng bất khả đắc, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Tại sao? Vì quá khứ đã qua rồi, cho nên tâm quá khứ bất khả đắc. Hiện tại thì không ngừng, cho nên tâm hiện tại bất khả đắc. Vị lai thì chưa đến, cho nên tâm vị lai bất khả đắc. Do đó, ba tâm bất khả đắc, hạnh bất khả đắc, quá khứ bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc. Tất cả thế gian do vọng tưởng của chúng sinh mà tạo thành cũng là bất khả đắc. Pháp hữu vi và pháp vô vi đều bất khả đắc. Bồ Tát chẳng có bất cứ vọng tưởng gì, tịch tĩnh vắng lặng đến cực điểm. Như vậy Bồ Tát trụ tịch tĩnh, trụ thâm sâu, trụ tịch diệt, trụ không tranh, trụ không lời, trụ không hai, vô đẳng, trụ tự tánh, trụ như lý, trụ giải thoát, trụ niết bàn, trụ thật tế. Bồ Tát thấy tất cả đều là không, đều là hư vọng. Vậy Bồ Tát không cần làm gì chăng? Chẳng phải vậy. Bồ Tát vốn đã phát đại nguyện thuở xưa, chẳng bỏ tâm nhất thiết trí, chẳng bỏ Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ giáo hóa chúng sinh, chẳng bỏ các ba la mật, chẳng bỏ điều phục chúng sinh, chẳng bỏ thừa sự chư Phật, chẳng bỏ diễn nói các pháp, chẳng bỏ trang nghiêm thế giới, chẳng bỏ những pháp môn đó. Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát đã từng phát đại nguyện thuở xưa, tùy thấu rõ thông đạt tướng tất cả pháp đều là không, nhưng tâm đại từ bi càng thêm tăng trưởng vô lượng công đức, đối với tất cả chúng sinh tâm chẳng bỏ lìa, lúc nào cũng giáo hóa chúng sinh, lúc nào cũng điều phục chúng sinh, tùy chúng sinh bất khả đắc nhưng không bỏ chúng sinh. Tại sao? Vì tất cả các pháp đều không chỗ có, phàm phu ngu mê chẳng biết chẳng giác, tôi sẽ khiến cho họ đều được khai ngộ, nơi các pháp tánh chiếu rõ phân minh. Tại sao? Vì tất cả chư Phật an trụ tịch diệt mà dùng tâm đại bi, nơi các thế gian thuyết pháp giáo hóa chưa được ngừng nghỉ. Này tôi sao lại bỏ đại bi? Vì trước hết, và trước hết tôi sẽ phát tâm thệ nguyện rộng lớn, phát tâm quyết định lợi ích tất cả chúng sinh, phát tâm tích tập tất cả căn lành, phát tâm an trụ hồi hướng khéo léo, phát tâm sinh ra trí huệ thâm sâu, phát tâm hàm thọ tất cả chúng sinh, phát tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, nói lời chân thật, chẳng nói lời hư dối, nguyện ban cho tất cả chúng sinh đại pháp vô thượng, nguyện chẳng thức giống tánh tất cả chư Phật. Này tất cả chúng sinh chưa được giải thoát, chưa thành chánh giác, chưa đủ Phật pháp, đại nguyện chưa viên mãn, sao lại muốn bỏ lìa đại bi? Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như Kim Cang thứ 10. Tại sao vậy? Vì tất cả các pháp đều không chỗ có, nói một cách chân thật, thì tất cả pháp đều là không, không chẳng chỗ có. Phàm phu quá ngu si, quá mê hoặc, chẳng biết đạo lý này, cho nên truy danh cầu lợi, làm tất cả việc hư vọng mà điên đảo, đàm luận về đủ thứ chuyện điên đảo, đều chẳng biết chẳng giác. Chẳng biết chỗ họ tham là không nên tham, chẳng biết chỗ họ làm là không nên làm. Ví như pháp thế gian, diệu sắc tài khí, phàm phu thì chuyển tới chuyển lui tại chỗ này. Đối với pháp xuất thế gian, giới định huệ ba học vô lậu cũng chẳng đi nghiên cứu.
Đối với bốn hoàng thệ nguyện cũng chẳng phát tâm, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, họ cũng chẳng độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, họ cũng chẳng đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, họ cũng chẳng học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, họ cũng chẳng thành, đó tức là điên đảo. Bồ Tát nói, tôi sẽ khiến cho phàm phu ngu si mê hoặc đều được khai ngộ, để các pháp tánh chiếu rõ phân minh, khiến cho họ minh bạch chẳng còn điên đảo. Tại sao phải như vậy? Vì tất cả chư Phật an trụ pháp tịch diệt, Phật dùng tâm đại bi trụ nơi tại tất cả thế gian thuyết pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh chưa từng khi nào ngừng nghỉ. Chư Phật lúc nào cũng đang giáo hóa chúng sinh không ngừng nghỉ. Hiện nay tôi sao lại bỏ tâm đại bi cho được? Chúng sinh có lỗi lầm phải tha thứ cho họ. Thuở xưa tôi đã từng phát tâm thệ nguyện rộng lớn, sao hiện tại không đi làm? Như đã từng phát tâm phiên dịch Tam Tạng 12 bộ kinh điển ra tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác, sao lại chỉ phát tâm 5 phút thì đã quên mất sạch? Bồ Tát lại nói, tôi phát tâm quyết định lợi ích tất cả chúng sinh, phát tâm tích tập tất cả căn lành, phát tâm an trụ hồi hướng khéo léo, phát tâm sinh ra trí huệ thâm sâu, phát tâm hàm thọ tất cả chúng sinh, phát tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Khi tôi nói, đều nói lời chân thật, không nói lời hư dối, nguyện ban cho tất cả chúng sinh đại pháp vô thượng, nguyện chẳng rất giống tánh tất cả chư Phật, tôi sẽ thiệu lòng tam bảo, tục Phật huệ mạng. Hiện tại tất cả chúng sinh chưa được giải thoát, chưa thành chánh giác, chưa đủ Phật pháp, đại nguyện của tôi chưa viên mãn, sao lại muốn bỏ lìa tâm đại bi? Tuyệt đối không thể được. Tức là sau khi thành Phật rồi vẫn phải thực hành tâm đại bi, đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ 10. Phật tử, đó là 10 tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tánh kim cang vô thượng đại thần thông trí huệ của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang của Đại Bồ Tát phát ra. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được tánh kim cang vô thượng đại thần thông trí huệ của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ đại phát khởi. Những gì là 10? Đó là Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, tôi sẽ cúng dường cung kính tất cả chư Phật, đó là đại phát khởi thứ nhất. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ trưởng dưỡng hết thảy căn lành của tất cả Bồ Tát, đó là đại phát khởi thứ hai. Lại nghĩ như vậy, sau khi tất cả Như Lai vào Niết Bàn rồi, tôi sẽ trang nghiêm tháp Phật, dùng tất cả hoa, tất cả tràng hoa, tất cả hương đốt, tất cả hương bổ, tất cả y, tất cả lọng, tất cả tràng, tất cả phan để cúng dường, thọ trì giữ gìn chánh pháp của Đức Phật đó, đó là đại phát khởi thứ ba. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh khiến cho đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó là đại phát khởi thứ tư. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ dùng sự trang nghiêm vô thượng cõi nước của chư Phật để trang nghiêm tất cả thế giới, đó là đại phát khởi thứ năm. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ đại phát khởi. Những gì là 10? Đó là: một, Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, tôi sẽ cúng dường cung kính tất cả chư Phật 10 phương, đó là tâm đại phát khởi thứ nhất. 2. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ trưởng dưỡng hết thảy căn lành của tất cả Bồ Tát, đó là tâm đại phát khởi thứ hai. 3. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, sau khi tất cả Như Lai vào Niết Bàn rồi, tôi sẽ trang nghiêm bảo tháp của Phật, dùng tất cả hoa báu, tất cả tràng hoa báu, tất cả hương báu, tất cả hương đốt, tất cả hương bột, tất cả y báu, tất cả lọng báu, tất cả tràng báu, tất cả phàn báu để cúng dường, còn thọ trì chánh pháp của Phật, giữ gìn chánh pháp của Phật, đó là tâm đại phát khởi thứ ba. 4. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó là tâm đại phát khởi thứ tư. 5. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ dùng sự trang nghiêm vô thượng cõi nước của chư Phật để trang nghiêm tất cả thế giới, đó là tâm đại phát khởi thứ năm. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ phát tâm đại bi vì một chúng sinh trong tất cả thế giới, mỗi thế giới đều hết kiếp thuở vị lai hành Bồ Tát hạnh, nhưng vì một chúng sinh, vì tất cả chúng sinh cũng đều như thế, đều khiến cho đắc được Phật vô thượng Bồ Đề, cho đến chẳng sinh một niệm lười biếng giải đãi, đó là đại phát khởi thứ sáu. Lại nghĩ như vậy, các Như Lai đó vô lượng vô biên, tôi sẽ ở chỗ tất cả Như Lai trải qua số kiếp không nghĩ bàn, cung kính cúng dường, như ở chỗ một Đức Như Lai, tất cả Như Lai cũng đều như thế, đó là đại phát khởi thứ bảy. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, sau khi các Như Lai đó diệt độ rồi, tôi sẽ vì hết thảy xá lợi của mỗi Đức Như Lai, xây dựng bảo tháp cao lớn đồng với bất khả thuyết các thế giới,
Tạo hình tượng Phật cũng là như thế, trải qua số kiếp không thể nghĩ bàn, dùng tất cả tràng phan, lọng, hương hoa, y phục, báu để cúng dường, chẳng sinh một tâm niệm nhằm mỏi. Vì thành tựu Phật Pháp, vì cúng dường chư Phật, vì giáo hóa chúng sinh, vì hộ trì chánh Pháp, khai thị diễn nói, đó là Đại Phát Khởi thứ 8. 6. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ phát tâm đại bi vì một chúng sinh trong tất cả thế giới, mỗi thế giới đều hết kiếp thuộc vị lai hành Bồ Tát hạnh để lợi ích cho họ. Như vì một chúng sinh như vậy, vì tất cả chúng sinh cũng đều như thế, đều khiến cho họ đắc được Phật vô thượng Bồ Đề cho đến chẳng sinh một niệm lười biếng giải đãi. Đó là tâm đại phát khởi thứ 6. 7. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, các Như Lai đó vô lượng vô biên, tôi sẽ ở chỗ đạo tràng của tất cả Như Lai, trải qua số kiếp không thể nghĩ bàn, cung kính cúng dường. Như ở chỗ đạo tràng một Đức Như Lai là như vậy, đạo tràng của tất cả Như Lai cũng đều như thế. Đó là tâm đại phát khởi thứ 7. 8. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, sau khi các Như Lai đó diệt độ rồi, tôi sẽ vì hết thảy xá lợi của mỗi Đức Như Lai xây dựng bảo tháp cao lớn, đồng với bất khả thuyết các thế giới, tạo hình tượng Phật cũng lại như thế, trải qua số kiếp không thể nghĩ bàn, dùng tất cả tràng báu, phan báu, lọng báu, hương báu và báu y báu để cúng dường, chẳng sinh một tâm niệm nhàm mỏi, vì thành tựu Phật Pháp, vì cúng dường chư Phật, vì giáo hóa tất cả chúng sinh, vì hộ trì chánh Pháp, khai thị diễn nói, đó là tâm đại phát khởi thứ 8. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ dùng các lành này để thành tựu vô thượng Bồ Đề, được vào bậc của tất cả chư Phật Như Lai, bình đẳng thể tánh với tất cả Như Lai, đó là đại phát khởi thứ 9. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, sau khi tôi sẽ thành chánh giác rồi, trong tất cả thế giới, trải qua bất khả thuyết kiếp, diễn nói chánh pháp, thể hiện thần thông tự tại không thể nghĩ bàn, thân miệng và ý chẳng sinh mệt mỏi, chẳng lìa chánh pháp, do nhờ Phật lực gia trì, vì tất cả chúng sinh siêng hành đại nguyện, vì đại từ làm đầu, vì đại bi rốt ráo, vì đạt pháp vô tướng, vì trụ lời chân thật, vì chứng tất cả pháp đều tuyệt diệt, vì biết tất cả chúng sinh đều bất khả đắc, nhưng cũng không trái với các nghiệp đã làm, vì đồng một thể với chư Phật ba đời, vì khắp cùng pháp giới hư không giới, vì thông đạt các pháp vô tướng, vì thành tựu bất sinh bất diệt, vì đầy đủ tất cả Phật pháp, dùng đại nguyện lực điều phục chúng sinh làm đại Phật sự, đó là đại phát khởi thứ 10. 9. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ dùng các lành này để thành tựu quả vô thượng Bồ Đề, chứng nhập vào bậc của tất cả chư Phật Như Lai, bình đẳng thể tánh với tất cả Như Lai, đó là đại phát khởi thứ 9. 10. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, sau khi tôi sẽ thành chánh giác rồi, trong tất cả thế giới trải qua bất khả thuyết kiếp, diễn nói chánh pháp, thể hiện thần thông tự tại không thể nghĩ bàn, thân miệng và ý chẳng sinh tâm mệt mỏi, chẳng lìa chánh pháp, do nhờ Phật lực gia trì, vì tất cả chúng sinh sinh tu hành đại nguyện, vì đại từ làm đầu, vì đại bi rốt ráo, vì đạt pháp vô tướng, vì trụ lời chân thật, vì chứng tất cả pháp đều tuyệt diệt, vì biết tất cả chúng sinh đều bất khả đắc, nhưng cũng không trái với các nghiệp đã làm, vì đồng một thể với chư Phật ba đời, vì khắp cùng pháp giới hư không giới, vì thông đạt các pháp vô tướng, vì thành tựu bất sinh bất diệt, vì đầy đủ tất cả Phật pháp, dùng đại nguyện lực điều phục chúng sinh làm đại Phật sự không khi nào ngừng nghỉ, đó là tâm đại phát khởi thứ 10. Phật tử, đó là 10 thứ đại phát khởi của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ chẳng dứt Bồ Tát hạnh, đầy đủ đại trí vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 thứ tâm đại phát khởi của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ chẳng dứt hẳn Bồ Tát hạnh, đầy đủ đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 đại sự rốt ráo. Những gì là 10? Đó là đại sự rốt ráo cùng kính cúng dường tất cả Như Lai. Đại sự rốt ráo tùy chỗ nghĩ nhớ của chúng sinh đều có thể cứu hộ. Đại sự rốt ráo truyền cầu tất cả Phật Pháp. Đại sự rốt ráo tích tập tất cả các lành. Đại sự rốt ráo tư duy tất cả Phật Pháp. Đại sự rốt ráo đầy đủ tất cả thệ nguyện. Đại sự rốt ráo thành tựu tất cả Bồ Tát hạnh. Đại sự rốt ráo phụng sự tất cả thiện trí thức. Đại sự rốt ráo đi đến tất cả thế giới chỗ của các Như Lai. Đại sự rốt ráo lắng nghe giữ gìn chánh pháp của tất cả chư Phật, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại sự rốt ráo, đại trí huệ A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 đại sự rốt ráo. Những gì là 10? Đó là: 1. Đại sự rốt ráo cung kính cúng dường tất cả Như Lai 10 phương ba đời.
Hai, đại sự rốt ráo tùy chỗ nghĩ nhớ của chúng sinh đều có thể cứu hộ. Ba, đại sự rốt ráo truyền cầu tất cả Phật Pháp. Bốn, đại sự rốt ráo tích tập tất cả căn lành. Năm, đại sự rốt ráo tự duy tất cả Phật Pháp. Sáu, đại sự rốt ráo đầy đủ tất cả thệ nguyện. Bảy, đại sự rốt ráo thành tựu tất cả Bồ Tát hạnh. Tám, đại sự rốt ráo phụng sự tất cả thiện tri thức, lắng nghe sự chỉ dạy của thiện tri thức. 9. Đại sự rốt ráo đi đến tất cả thế giới, chỗ đạo tràng của tất cả Như Lai, cúng dường Phật, lễ lại Phật. 10. Đại sự rốt ráo lắng nghe giữ gìn chánh pháp của tất cả chư Phật. Đó là 10 pháp đại sự rốt ráo. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đạt được đại sự rốt ráo, đại trí huệ, A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ tìm bất hoại. Những gì là 10? Đó là tìm bất hoại đối với tất cả chư Phật, tìm bất hoại đối với tất cả các pháp, tìm bất hoại đối với tất cả thánh tăng, tìm bất hoại đối với tất cả Bồ Tát, tìm bất hoại đối với tất cả thiện trí thức, tìm bất hoại đối với tất cả chúng sinh, tìm bất hoại đối với tất cả Bồ Tát đại nguyện, tìm bất hoại đối với tất cả Bồ Tát hạnh, tìm bất hoại đối với sự cung kính cúng dường tất cả chư Phật, tìm bất hoại đối với Bồ Tát phương tiện khéo léo giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tìm bất hoại đại trí huệ vô thượng của chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ tin bất hoại. Những gì là 10? Đó là 1. Tìm bất hoại đối với tất cả chư Phật. 2. Tìm bất hoại đối với tất cả các pháp. 3. Tìm bất hoại đối với tất cả thánh tăng. 4. Tìm bất hoại đối với tất cả Bồ Tát. 5. Tìm bất hoại đối với tất cả thiện trí thức. 6. Tìm bất hoại đối với tất cả chúng sinh. 7. Tìm bất hoại đối với tất cả Bồ Tát đại nguyện. 8. Tìm bất hoại đối với tất cả Bồ Tát hạnh. 9. Tìm bất hoại đối với sự cung kính cúng dường tất cả chư Phật. 10. Tìm bất hoại đối với Bồ Tát phương tiện khéo léo giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Đó là 10 thứ tâm tìm bất hoại của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tin bất hoại đại trí huệ vô thượng của chư Phật. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ được thọ ký. Những gì là 10? Đó là bên trong có sự hiểu biết thâm sâu được thọ ký, có thể tùy thuận sinh khởi Bồ Tát các căn lành được thọ ký, tu hạnh rộng lớn được thọ ký, hiện tiền được thọ ký, chẳng hiện tiền được thọ ký, do tâm mình chứng Bồ Đề được thọ ký, thành tựu nhẫn được thọ ký, giáo hóa điều phục chúng sinh được thọ ký, rốt ráo tất cả kiếp số được thọ ký, tất cả Bồ Tát hạnh tự tại được thọ ký. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì ở chỗ tất cả chư Phật sẽ được thọ ký. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ được thọ ký. Những gì là 10? Đó là 1. Bên trong có sự hiểu biết rõ tâm Phật thâm sâu thì sẽ được chư Phật thọ ký. 2. Có thể tùy thuận sinh khởi các căn lành của Bồ Tát thì sẽ được chư Phật thọ ký. 3. Tu hành hạnh rộng lớn tức là lục độ vạn hạnh thì sẽ được chư Phật thọ ký. 4. Tu hành viên mãn thì đời hiện tiền này sẽ được chư Phật thọ ký. 5. Có Bồ Tát chẳng hiện tiền chẳng phải đời này được chư Phật thọ ký. 6. Do tâm mình đã chứng được Bồ Đề được chư Phật thọ ký. 7. Thành tựu tất cả nhẫn, nhẫn đau, nhẫn khổ, nhẫn đói, nhẫn khát, nhẫn nóng, nhẫn lạnh, nhẫn gió, nhẫn mưa, nhẫn những điều mà người khác không thể nhẫn, chịu đựng được những điều mà người khác không chịu đựng được, được chư Phật thọ ký. 8. Giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, được chư Phật thọ ký. 9. Rốt ráo tất cả kiếp số để tu hành, được chư Phật thọ ký. 10. Tất cả Bồ Tát hạnh tự tại viên mãn được chư Phật thọ ký. Đó là 10 pháp được thọ ký. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì ở chỗ tất cả chư Phật sẽ được thọ ký. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ hồi hướng căn lành. Bồ Tát nhờ đó mà có thể hồi hướng tất cả căn lành. Những gì là 10? Đó là đem căn lành của tôi đồng nguyện với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. Đem căn lành của tôi đồng với tâm thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. Đem căn lành của tôi đồng hạnh với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. Đem căn lành của tôi đồng căn lành với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. Đem căn lành của tôi đồng bình đẳng với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. Đem căn lành của tôi đồng niệm với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. Đem căn lành của tôi đồng thanh tịnh với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. Đem căn lành của tôi đồng chỗ trụ với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. Đem căn lành của tôi đồng thành tựu viên mãn với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác.
Đem căn lành của tôi đồng bất hoại với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được căn lành hồi hướng vô thượng. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ hồi hướng căn lành. Bồ Tát nhờ đó mà có thể đem tất cả căn lành đều hồi hướng đến tất cả chúng sinh, tất cả Bồ Đề, tất cả thật tế. Những gì là 10? Đó là: một, đem đủ thứ căn lành của tôi tu để hồi hướng đồng nguyện với hết thảy thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. 2. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu để hồi hướng đồng hết thảy tâm với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. 3. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu đồng hết thảy hạnh với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. 4. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu đồng hết thảy căn lành với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. 5. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu đồng hết thảy sự bình đẳng với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. 6. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu đồng hết thảy niệm với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. 7. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu đồng hết thảy sự thanh tịnh với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. 8. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu đồng hết thảy chỗ trụ với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. 9. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu đồng hết thảy sự thành tựu viên mãn với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. 10. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu đồng hết thảy bất hoại với thiện tri thức, thành tựu như vậy chớ thành tựu khác. Đó là 10 pháp hồi hướng căn lành. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được căn lành hồi hướng vô thượng. Phật tử, Đại Bồ Tát có thứ được trí huệ. Những gì là 10? Đó là: đối với bố thí tự tại được trí huệ, hiểu sâu tất cả Phật pháp được trí huệ, và vô biên trí Như Lai được trí huệ, trong tất cả vấn đáp hay dứt nghi được trí huệ, vào nơi nghĩa của bậc trí được trí huệ, hiểu sâu tất cả Như Lai, ở trong tất cả Phật pháp lời nói âm thanh khéo léo được trí huệ, hiểu sâu chỗ chư Phật gieo trồng chút căn lành, tất sẽ đầy đủ tất cả pháp trắng tịnh, đắc được vô lượng trí Như Lai được trí huệ, thành tựu trụ không thể nghĩ bàn của Bồ Tát được trí huệ, ở trong một niệm đều có thể đi đến bất khả thuyết cõi Phật được trí huệ, ra tất cả Phật Bồ Đề và tất cả pháp giới, lắng nghe thọ trì pháp của tất cả chư Phật nói, và sâu đủ thứ lời nói âm thanh trang nghiêm của tất cả Như Lai được trí huệ. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được hiện chứng trí vô thượng của tất cả chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có thứ được trí huệ. Những gì là 10? Đó là: một, đối với sự bố thí tự tại được trí huệ; 2, hiểu sâu tất cả Phật pháp được trí huệ; 3, vào vô biên trí Như Lai được trí huệ; 4, trong tất cả vấn đáp hay dứt nghi được trí huệ; 5, vào nơi nghĩa của bậc trí được trí huệ; 6, hiểu sâu tất cả Như Lai ở trong tất cả Phật pháp lời nói âm thanh khéo léo được trí huệ; 7, hiểu sâu chỗ chư Phật gieo trồng chút căn lành, tất sẽ đầy đủ tất cả pháp trắng tịnh, đắc được vô lượng trí Như Lai được trí huệ; 8, thành tựu trụ không thể nghĩ bàn của Bồ Tát được trí huệ; 9, ở trong một niệm đều có thể đi đến bất khả thuyết cõi Phật được trí huệ; 10, giác tất cả Phật Bồ Đề vào tất cả pháp giới, lắng nghe thọ trì pháp của tất cả chư Phật nói, và sâu đủ thứ lời nói âm thanh trang nghiêm của tất cả Như Lai được trí huệ. Đó là 10 pháp được trí huệ. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được hiện chứng trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Những gì là 10? Đó là: ở chỗ tất cả chư Phật phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên, quán tất cả cõi chúng sinh phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên, quán tất cả cõi, tất cả đời, tất cả pháp giới phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên, quán sát tất cả pháp đều như hư không phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên, quán sát tất cả Bồ Tát hạnh rộng lớn phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên, chánh niệm ba đời tất cả chư Phật phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên, quán các nghiệp quả báo không nghĩ bàn phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên, nghiêm tịnh tất cả cõi Phật phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên, và khắp đại hội của tất cả chư Phật phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên, quán sát diệu âm của tất cả Như Lai phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được biển trí huệ tất cả Phật pháp rộng lớn vô lượng vô biên. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Những gì là 10? Đó là:
một ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật mười phương phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên; hai, quán tất cả cõi chúng sinh phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên; ba, quan sát tất cả cõi Phật, tất cả thế giới, tất cả pháp giới phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên; bốn, quan sát tất cả pháp đều như hư không, không có sự chấp trước, phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên; năm, quan sát tất cả Bồ Tát hạnh rộng lớn phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên; sáu, chánh niệm mười phương ba đầy tất cả chư Phật phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên; bảy, quán các nghiệp quả báo không thể nghĩ bàn phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên; tám, trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên; chín, vào khắp đại hội của tất cả chư Phật mười phương lắng nghe chánh pháp phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên; mười, quan sát diệu âm của tất cả chư Phật mười phương phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Đó là mười thứ phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được biển trí huệ tất cả Phật pháp rộng lớn vô lượng vô biên. Phật tử, đại Bồ Tát có mười thứ phục tạng. Những gì là mười? Đó là biết tất cả pháp là tạng khởi hạnh công đức, biết tất cả pháp là tạng chánh tư duy, biết tất cả pháp là tạng đà la ni chiếu sáng, biết tất cả pháp là tạng biện tài khai diễn, biết tất cả pháp là tạng bất khả thuyết khéo giác ngộ chân thật, biết tất cả thần thông tự tại của Phật là tạng quán sát thị hiện, biết tất cả pháp là tạng khéo léo sinh ra bình đẳng, biết tất cả pháp là tạng thường thấy tất cả chư Phật, biết tất cả kiếp không nghĩ bàn là tạng khéo biết rõ đều trụ như huyễn, biết tất cả chư Phật Bồ Tát là tạng phát sinh hoan hỷ tịnh tín. Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được pháp tạng trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật, đều điều phục được tất cả chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có mười thứ phục tạng. Phục tạng là gì? Đó là hồi hướng vô tận công đức trong hạnh. Phục tức là tức pháp mà quán, hoặc nghĩa là chẳng thấy. Tạng là nơi tất cả các pháp. Những gì là mười? Đó là: một, Bồ Tát biết tất cả pháp là bảo tạng sinh khởi hạnh công đức; hai, Bồ Tát biết tất cả pháp là bảo tạng chánh tư duy; ba, Bồ Tát biết tất cả pháp là bảo tạng đà la ni chiếu sáng; bốn, Bồ Tát biết tất cả pháp là bảo tạng vô ngại biện tài khai diễn; năm, Bồ Tát biết tất cả pháp là bảo tạng bất khả thuyết khéo hay giác ngộ chân thật; sáu, Bồ Tát biết tất cả thần thông nhậm vận tự tại của Phật là bảo tạng quan sát thị hiện; bảy, Bồ Tát biết tất cả pháp là bảo tạng khéo léo sinh ra bình đẳng; tám, Bồ Tát biết tất cả pháp là bảo tạng thường thấy tất cả chư Phật; chín, Bồ Tát biết tất cả kiếp không nghĩ bàn là bảo tạng khéo hay biết rõ đều trụ như huyễn hóa; mười, Bồ Tát biết tất cả chư Phật Bồ Tát là bảo tạng phát sinh hoan hỷ tịnh tín. Đó là mười thứ pháp phục tạng. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được pháp tạng trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật, đều điều phục được tất cả chúng sinh. Phật tử, đại Bồ Tát có mười thứ luật nghi. Những gì là mười? Đó là luật nghi chẳng sinh phỉ báng đối với tất cả Phật pháp, luật nghi tâm tin ưa ở chỗ tất cả chư Phật, luật nghi khởi tâm tôn trọng cung kính ở chỗ tất cả Bồ Tát, luật nghi chọn không xa tầm ái lạc ở chỗ tất cả thiện trí thức, luật nghi chẳng sinh tầm ghi nhớ đối với tất cả thanh văn độc giác, luật nghi xa lìa tất cả thối chuyển Bồ Tát đạo, luật nghi chẳng khởi tâm tổn hại tất cả chúng sinh, luật nghi tu tất cả căn lành đều khiến cho rốt ráo, luật nghi đối với tất cả ma đều hàng phục được, luật nghi đối với tất cả ba la mật đều khiến cho đầy đủ. Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được luật nghi đại trí vô thượng. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có mười thứ luật nghi. Những gì là mười? Đó là: một, luật nghi chẳng sinh phỉ báng đối với tất cả Phật pháp; hai, luật nghi tâm tin ưa không phá hoại ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật; ba, luật nghi khởi tâm tôn trọng cung kính ở chỗ đạo tràng của tất cả Bồ Tát; bốn, luật nghi chọn không xả tâm ái lạc ở chỗ đạo tràng của tất cả thiện tri thức; năm, luật nghi chẳng sinh tầm nghĩ nhớ đối với tất cả thanh văn độc giác, nghĩa là không tu hành pháp nhị thừa, tứ diệu đế và 12 nhân duyên; sáu, luật nghi xa lìa tất cả thối chuyển Bồ Tát đạo; bảy, luật nghi tuyệt đối chẳng khởi tâm tổn hại tất cả chúng sinh; tám, luật nghi tu tất cả căn lành đều khiến cho rốt ráo; chín, luật nghi đối với tất cả ma đều hàng phục được, không để cho chúng nổi sóng làm gió làm hại chúng sinh; mười, luật nghi đối với tất cả ba la mật đều khiến cho viên mãn đầy đủ. Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được luật nghi đại trí vô thượng. Phật tử, đại Bồ Tát có mười thứ tự tại. Những gì là mười?
Đó là mạng tự tại vì nơi bất khả thuyết kiếp trụ thọ mạng, tâm tự tại vì trí huệ vào được A Tăng Kỳ Các Tam Muội, đồ dùng tự tại vì có thể dùng vô lượng sự trang nghiêm để trang nghiêm tất cả thế giới, nghiệp tự tại vì tùy thời thọ báo, thọ sanh tự tại vì nơi tất cả thế giới thị hiện thọ sanh, hiểu tự tại vì nơi tất cả thế giới thấy Phật đầy khắp, nguyện tự tại tùy ý muốn tùy thời ở trong các cõi thành chánh giác, thần lực tự tại vì thị hiện tất cả đại thần biến, pháp tự tại vì thị hiện vô biên các pháp môn, trí tự tại vì ở trong niệm niệm thị hiện Như Lai thập lực vô úy thành chánh giác. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được viên mãn các ba la mật, trí huệ thần lực, bồ đề tự tại của tất cả chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ tự tại. Những gì là 10? Đó là một mạng tự tại vì trong bất khả thuyết kiếp trụ thọ mạng, cũng có thể nói là muốn sống thì sống, muốn diệt thì diệt. 2. Tâm tự tại vì trí huệ vào được A Tăng Kỳ Các Tam Muội. 3. Đồ dùng tự tại vì muốn dùng thì dùng, rất là nhậm vận tự tại, có thể dùng vô lượng sự trang nghiêm để trang nghiêm tất cả thế giới. 4. Nghiệp tự tại, nghiệp là nghiệp báo, nghiệp báo cũng tự do tự tại, tùy thời tùy lúc có thể thọ quả báo. Tóm lại, muốn lúc nào thọ quả báo thì thọ lúc đó. Nếu không muốn thọ thì để đó, không bắt buộc, không miễn cưỡng, tùy ý mà làm. 5. Thọ sanh tự tại, bất cứ nhập thai, trụ thai đều tự tại, chẳng bị hạn chế. Nơi tất cả thế giới thị hiện thọ sanh. 6. Hiểu tự tại, vì trong mười phương tất cả thế giới thấy Phật đầy khắp. 7. Nguyện tự tại, tùy ý muốn tùy thời, ở trong tất cả cõi nước thành chánh giác. 8. Thần lực tự tại vì có thể thị hiện tất cả đại thần thông biến hóa. 9. Pháp tự tại vì có thể thị hiện vô biên tất cả pháp môn. 10. Trí tự tại vì ở trong niệm niệm có thể thị hiện thập lực và bốn vô ý của Như Lai mà thành chánh giác. Đó là 10 thứ pháp tự tại của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được viên mãn các ba la mật, trí huệ thần lực, bồ đề tự tại của tất cả chư Phật.